Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về Solana, Solana và Solana. Và sau đó mình sẽ cập nhật uh, thêm rất là nhiều đồng về những cái đồng altcoin, ok. Ngày bây giờ là 2:30 phút uh, ngày 19 tháng 7 2023. Nhảy vô luôn ha. Về đếm sóng lớn thì ngay bây giờ là mình đang nằm trong cái sóng số 3. Có nghĩa là cái sóng lớn nhất. Vừa rồi đây là 1, đây là 2, đây là 3. Vừa rồi á, ok là nó nằm ở trong cái vành xanh này mà xác suất là 70% lên và lên cái vành xanh này ha nó hơi rối một chút xíu cho okay. những người cũ thì uh, đây là đây là những chuyện cũ chuyện cũ ok và đây nếu bằng zoom vô bạn thấy nó có một sự phá vỡ rất mạnh ok và nó bay lên ok thì mình đã cùng nhau chốt đơn những cái đơn đó rồi ok thì bây giờ mình nhận vô uh, vừa rồi nó lên tới con giá là 32 ok 32 ok và đây là những con giá bạn nên quan tâm cho những cái cái đợt lên kế tiếp là nó có thể ngừng ngừng chân ở 38 43 55. Xác suất ngay bây giờ vẫn là lên lên và lên, ok, nhiều hơn xuống, ok. Nếu nó chống được ở con giá là 22. Vừa rồi mình cho bạn thêm một con giá là một vành đen này. Ok, cái vành đen này là 25.40, đây là vành đen này. Và vừa, vừa, rồi bạn thấy hồi tối hôm qua thì nó có một cái sự gọi là rớt xuống, đúng không? Sau đó là nó bò lên nó bò lên đúng cái vành đen Và đúng cái vành đen bạn thấy chuyện gì đã xảy ra Nó có một cái nến khá là ok Có nghĩa rằng Lúc mà bạn thấy nó xuống như vậy Mà bạn thấy nó bò lên lại từ 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 Biết bao nhiêu tiếng trôi đi để bò lên Đây mình nói là 7-8 tiếng Thì nó nói lên cái tín hiệu là lên lên là lên lại rồi Ok lên lại rồi Thì cho những người nào mà muốn nhảy vô nhảy ra Nghe Không nhất thiết là bạn phải xuống tới 22 Là bạn mới mua rồi đợi tín hiệu nó đáp cánh lên ok Hay ở đây Ok, không nhất thiết xuống tới 22 hay là xuống tới những con số này rồi, nó đáp cánh rồi mình mới lên. Cho những người nào mà gọi là nhảy vô nhảy ra nhảy vô nhảy ra mà có thời gian để canh những cái này thì bạn có thể đưa đỉnh vô ngay chỗ này luôn. Ok, và lên vừa rồi thì bạn chốt 4%, 3%, 4% cho 4% thôi. Một cách khá là dễ dàng. Thì cho là bạn có 100 triệu. Ok, thì bạn chốt được 4 triệu trong riêng một cái đồng Solana này thôi. Một cách khá là dễ dàng. Coi bởi vì dựa theo những cái đường chỉ mình vẽ cho bạn giống như đây ok nó mình nói nó là chống mà phải chống ở đây nhưng vừa rồi nó rớt ra thì lúc đây xuống nó xuống tới đây mình không mua đúng không nhưng mà nó bập bên lên lại bập bên lên lại bập bên lên lại bập bên lên lại và tới lại cái vành cái vành đen thì nó đã bao nhiêu tuyến trôi đi rồi nó đã quay đầu rồi thì bạn có thể mua vô từ từ ở đây đúng không và lên đây các bạn chốt đơn bốn phần trăm một cách rất là dễ cho những người nào mà nói um, ok em muốn chốt đơn đúng không em muốn chốt đơn Nhớ không phải cái sóng nào mình cũng chơi hết ok Và riêng về đếm sóng Về sóng nhỏ đúng không Thì 1, 2, 3, 4, 5 Mình đang nằm ở trong cái sóng số 5 Sóng số 5 xảy ra ok Thì mình mới gặp được 43 ok Rồi 55 Ok 43 Sau 43 thì mình có một cái pullback Có nghĩa là một cái sự hồi lại Rồi sau đó nó mới tới 55 thì ngay bây giờ nó đang chứng tỏ nó Nó cũng đang đi theo cái con đường mình đã chia sẻ mấy ngày nay Là đang Ok, xuống số 4, ok, sóng số 4, rồi sau đó là sóng số 5, xong số 5. Ok. Thì ngay bây giờ nó vẫn là vậy. Xác suất vẫn nằm ở trên 22.000 thì xác suất vẫn là lên lên và lên ngoại trừ rõ ràng đây là cái tín hiệu đầu tiên mình nói là cây cái, cái nếu mà nó cắn xuống dưới đây là cái xu hướng nó đi xuống lại. Ok, nhưng đây nó quay đầu. Ok, đây là nó quay đầu. Đây là nó chống được nghe và vừa rồi nó rớt xuống á, thì nó chống ở 24 nghe 24 cho là 24 nhiều 2 4 7, thì vừa rồi lúc mình đi lên Đi lên đúng không? Thì là con 24 lúc mình đi lên mình cho bạn con những con giá này để cho cắn Lúc mà mình đâu khoảng cái mười mấy ngàn Ok thì mình cho bạn những con giá này đây là những cái kháng cự mà nó cả đã cắn 22.000, ngàn, 22.000, ngàn, cắn 23.000, cắn 24.000, ngàn, 26.000 ngàn. thì bây giờ nó hồi lại thì xác suất nó sẽ ngừng ở những con số này. Ok bởi vậy mình vẫn để nó trên bàn. Lúc nó lên thì nó cắn mà lúc nó xuống thì nó trống có những con những con số này có thể dùng nó để chống thì đây là con số 24.000 vừa rồi nó cũng trúng trắng chống ở 24.000 uh, sơ xuất bao nhiêu xu đó ok mình không quan trọng ok và nó chống và nó quay đầu đi lên thì đây là một tín hiệu khá là tốt nữa ok không chỉ vậy đây là um, không ok vậy thôi ok um, và để mà gọi là để mà biết là cái đầu tiên nữa là đây mình đã vẽ cho bạn một cái trend line màu xanh này rồi để ý những cái gì mình vẽ trên đó ok nhiều lúc mình không mình quên mình không giải thích thì bạn phải nhớ ok đây là cái vành xanh thì đó nó vừa rồi đó cái 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 trend nó là xuống xuống và xuống bạn thấy là xuống 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 và xuống đúng không nhưng ngay bây giờ mà nó phá vỡ lên 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 lại đụng cái vành đỏ qua luôn cái vành xanh thì bạn biết là xác suất nó đã đi lên lại cái hướng nó đổi có nghĩa là sóng số 5 đang được tạo ra và những con số này là những con số chuẩn bị nó chạm đúng không? Thì mình có thể lại thu gom vô từ từ ở đây. Từ từ ở đây. Ok. Nhớ là mua vô thì mua từ từ mà bán ra thì bán từ từ. Cho những người nào mới bước vô cái thị trường này á, bạn nhớ coi những cái tập vừa rồi. Bởi vì sao? Nếu bạn không có coi những cái tập vừa rồi á, ok những cái thứ mà mình đã lập đi lập lại cả ngàn lần rồi đó, bạn sẽ không hiểu và bạn sẽ không có chốt đơn được. Nó là vậy. Và riêng đây là cái nền tảng là mình nói cho bạn cái vùng nào mua và cái vùng nào bán Ok, nếu bạn nhận cái video, nếu bạn nhận cái video thì mình chỉ chỉ chia sẻ cho bạn cái vùng nào mua và cái vùng nào bán. Còn mà bạn muốn nghe bạn muốn kể là bạn muốn là mình đá cho bạn cái số cái con nào là con mua, giá mua và giá bán không thôi á, nó không có video gì hết á thì đó là cái lựa chọn thứ ba, cái đó là 5 USDT cho mỗi tín hiệu, mỗi tín hiệu. Bạn có thể mua 3 3 tín hiệu, ok. 6 tín hiệu, 12 tín hiệu hay là gì đây? Là đây. Ở đây lựa chọn thứ ba thì chỉ là giá mua và giá bán của một cái đồng nào mình bạn không có nhận video ok còn nếu mà bạn đăng ký để nhận video á ok thì rõ ràng chỉ có 200 trăm ngàn một tháng đúng không bao nhiêu trăm ngàn 400 trăm ngàn một tháng thì bạn phải coi những cái video mà bạn phải học nó vô trong tuổi của bạn ok thì rõ ràng ok à, những cái thứ này một ngày mình bỏ mười mấy tiếng 4 năm ăn học bây giờ là gọi mình tóm tắt nó rất là dễ hiểu để cho bạn chốt đơn ok và nếu mà bạn uh, không chốt được được nữa thì mình nghĩ bạn phải thêm học thêm học thêm học thêm ok vừa rồi bạn thấy nó vớ vẫn ở cái vành đen này nè ok vừa rồi thì mình đã vành cái vành đỏ này cho bạn luôn rồi nằm đây nằm đây nó vớ vẫn ở đó nằm đây, nó chống ở đây chống được ở đây chống được ở đây chống được ở đây chống được ở đây nghe rồi cuối cùng nó cũng chống ở đây rồi nó bay lên thì bạn phải để ý những cái thứ thế nghe để những thứ thế mình đã vẽ sẵn cho bạn rồi và cần xác nhận xác nhận cái trend này lên lên và lên đó cắn cái vành đỏ, cắn cái vành xanh là xác suất đi lên bạn có thể thu gom và từ từ cái vùng này lên tới con, gió, con giá, con giá 29.400 trước, xả trước, 20, xả khoảng 29.000 thôi, 28.000 mấy thôi, ok, xả bớt, ok, rồi lên trên đây, nghe, xả bớt nữa, nè, nếu nó lên trên đây được, xả bớt nữa, rồi lên trên cái con giá là 38.000, xả bớt, xả ra thì xả dưới. từ từ, mua vô thì mua vô từ từ, ok, mình rồi nó xuống, nó xuống tới con giá là 24.000 đúng không? là một cái ngôn giá kháng cự của mình trước đây và vừa rồi thì mình sử dụng nó cho chống lưng nhưng mình không khuyên bạn mua ở đây mình không khuyên bạn mua ở đây mình không khuyên bạn mua ở đây, mua ở đây. tới tới cái vành đen thì chỗ này là cái chỗ mình nên mua này và lên chốt bốn bốn trăm một cách dễ dàng không phải lúc nào cũng như lúc nào mà mình có thể chốt được 15, 20 phần trăm, 30 phần trăm không phải. 4 trăm vẫn là tiền. Mà bạn làm 3 4 5 cái đồng đồng altcoin vậy đó thì nó góp vô thành 20 phần qua một đêm trời một cách khá là dễ dàng cũng giống như đồng XOP vừa rồi đã tăng lên bao nhiêu? Đồng XOP vừa rồi XOP tăng 6% và mình cũng cho bạn cái tín hiệu nó. Ok, đồng uh, ADA cũng tăng 3% thì góp những cái đồng đó lại thì bạn đã có chốt được đầu khoảng cỡ mười mấy 20% một cách rất là dễ chứ không phải đợi phải đợi nó mình muốn chốt một một cái đơn 10%, 20%, 30% ngay bây, bây giờ thị trường nó không bay bỏng làm sao bạn chốt được cái đơn như vậy vớ vẩn vớ vẩn và vớ vẩn ok thì có đồng nào mình ăn đồng đó và cái công thức này ok là gọi góp gió thành bão chứ không phải là góp bảo thành bão có nghĩa là mình góp ba phần trăm năm phần trăm bảy phần trăm phần trăm rồi nó thành một trăm phần trăm nó nhân cái tài khoản lên gầm đôi rồi nó ngân lên 3, gấp ba gấp năm gấp mười thì nó là vậy ok thì mình khuyên là những cái gì mình chia sẻ đó bạn nhớ học nó ok học nó, ok và những cái người mà gọi là không có rõ ràng ở đây nó có rất là nhiều lựa chọn lựa chọn cho những người mà uh, không có thời gian đúng không? chỉ muốn nhận giá mua và giá bán lựa chọn thứ ba còn bạn là lựa chọn thứ hai thì bạn phải chịu khó học nó học nó và học nó, ok vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong cái video này. À, bạn nhớ là những cái gì mình vẽ trên đây đó, nó cực kỳ quan trọng giống như cái vành đen này dựa theo cái vành đen này thôi một cái vành đen thôi bạn có thể chốt đơn được rồi bạn thấy nó xuống xong nó hồi lại và bạn dựa theo cái 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 mình mình đã chỉ cho bạn nguyên cái vùng đỏ này nè nó đã chống được thì đây nó chống vẫn đi lên và dựa theo cái con giá là nếu mà nó nằm ở trên 22 thì xác suất vẫn là đi lên đúng không dựa theo những cái thuế mình chia sẻ đây là một công 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 nhận à, bông công nhận là lên đây là cái vành đỏ này là hai cái công nhận công công nhận là lên cái vành đen này nó cắn lên lại ba cái công nhận là lên ok vì thì bạn có còn còn đợi chờ cái gì nữa ok ở đây chỉ là xác suất xác suất và xác suất chứ không có um, thì chủ yếu là cái xác suất nó cao là lên thì mình chơi chứ không có bao giờ là mình nói 100% phần trăm nó sẽ đi lên hết thì không bao giờ mình sẽ không bao giờ nói như vậy nhưng cái phần trăm đi lên ngay cái rủi ro nó ít hơn ngay bây giờ ngay chỗ này mình mua nó rủi ro nó ít hơn cái phần trăm đi lên thì mình chơi chơi và chơi nó là vậy ok mình tên là Daniel tới từ tiền của mình kinh về đầu tư bitcoin tiền điện tử hay nhất tại Việt Nam trong nước và ngoài nước xin chào mọi người